Em thân mến, bài phản xạ thuần phân đã kết thúc chương 6. Bài học hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu sang chương 7, mắt các dụng cụ quang. Trước khi tìm hiểu bài mới, chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức cũ thông qua các câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu hỏi thứ nhất, phát biểu nào sau đây là sai về hiện tượng phóng xạ? A là hiện tượng tia sáng bị đổi phương đột ngột khi truyền qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt. B. Tỷ số giữa góc tới và góc khúc xạ là một hằng số. C. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia phạm tuyến so với tia tới. D. Tia khúc xạ và tia tới ở trong hai môi trường khác nhau. Theo kiến thức chúng ta đã học ở bài khúc xạ ánh sáng thì các em biết theo định luật khúc xạ, tỷ số giữa sinh góc tới và sinh góc khúc xạ mới là một hằng số. Còn giữa góc tới và góc khúc xạ thì không phải là một hằng số. Do đó đáp án của câu 1 là đáp án B. Cái này chúng ta phải cẩn thận vì khi làm trắc nghiệm thì các em rất là hay sai ở cái câu này. Câu hỏi số 2. Chọn câu trả lời đúng. Một tia sáng truyền từ môi trường A đến môi trường B dưới góc tới 35 độ, góc khúc xạ bằng 40 độ. A, chiều sâu của môi trường B lớn hơn chiều sâu của môi trường A. B. Môi trường B chiếu quang hơn môi trường A. C. Chiếu sâu của môi trường B có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng chiếu sâu của môi trường A. D. Cả A, B, C đều sai. Theo luật khúc xạ ánh sáng thì các em có thể viết biểu thức đó là NA nhân sin 35 độ bằng NB nhân sin 40 độ. Như vậy ta suy ra được NB nhỏ hơn NA, do đó đáp án A sai. Mà NB nhỏ hơn NA nghĩa là môi trường B chiếu quang kém hơn môi trường A. Do đó B là đáp án sai. Câu C thì rõ ràng là sai rồi. Do đó đáp án của câu 2 là đáp án D. Câu hỏi số 3 như sau. Chiếu một tia sáng từ môi trường trong suốt có chiếu suất N1 đến môi trường có chiếu suất N2. Góc tới là Y1, góc giới hạn phản xạ toàn phân là YGH. Điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phân là A, N1 nhỏ hơn N2 và Y1 lớn hơn YGH. B, N1 lớn hơn N2 và Y1 lớn hơn YGH. C, N1 lớn hơn N2 và Y1 nhỏ hơn YGH. D, N1 nhỏ hơn N2 và Y1 nhỏ hơn YGH. Theo kiến thức của bài phản xạ toàn phân, các em biết điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phân là ánh sáng phải đi từ môi trường có chiếu suất lớn hơn sang môi trường có chiếu suất bé hơn, nghĩa là N1 lớn hơn N2 và góc tới phải lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phân, nghĩa là Y1 lớn hơn YGH. Do đó đáp án đúng của câu 3 là đáp án B. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu quán cũ đầu tiên, đó chính là lăng kính, bài 28. Bài này thuộc tiết 56 trong phân phối chương trình. Nội dung của bài lăng kính gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, cấu tạo của lăng kính. Phần thứ hai, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Phần thứ ba, các công thức lăng kính. Và phần thứ tư, công dụng của lăng kính. Vậy lăng kính có cấu tạo thế nào? Chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất, cấu tạo lăng kính. Xin mời các em xem một đoạn video giới thiệu cấu tạo lăng kính. Như vậy nhìn vào đấy, các em thấy lăng kính là một cái khối chất trống suốt và nó có dạng là một cái lăng trụ tam giác. Hai cái mặt mà ánh sáng chiếu tới khúc xạ và phản xạ thì đó là hai mặt bên của lăng kính. Ở đây mặt bên là AD, EB và AD, FC. Còn mặt còn lại B, E, FC ta gọi là mặt đáy của lăng kính. Giao tuyến của hai mặt bên ở đây là cạnh AD thì ta gọi là cạnh của lăng kính. Góc hợp bởi hai mặt bên, góc BAC ta gọi là góc chiết quang. Một mặt phẳng vuông góc với cạnh của lăng kính ta gọi là tiết diện thẳng của lăng kính. Vậy cô xin tóm tắt lại, đó là một cái lăng kính thì nó sẽ có các yếu tố, đó là hai mặt bên, một mặt đáy
và một cành. Về phương diện quang hình học thì lăng kính được đặc trưng bởi hai yếu tố, đó là góc chiết quang. Góc chiết quang chúng ta thống nhất chúng ta sẽ ký hiệu là chữ A lớn. Và ngoài ra còn mỗi cái lăng kính thì nó được đặc trưng bởi chiết xuất N của nó. Như vậy như cái hình này thì các em thấy tâm giác A1, B1, C1 là một tiết diện thẳng của lăng kính. Hai cái mũi tên màu vàng là chỉ ánh sáng chiếu tới cái mặt A, D, E, B. Đó. Cái đó nó là mặt bên. Khúc xạ phản xạ ở trên mặt đó và mặt A, D, E, C. Vậy trong lăng kính tia sáng sẽ truyền như thế nào? Chúng ta sáng phân hai la mã đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Nội dung thứ nhất là tác dụng tản sắc ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng thì các em đã biết nó là tập hợp của những ánh sáng màu. Các em xem một đoạn phim người ta làm thí nghiệm về tác dụng tản sắc ánh sáng trắng. Dụng cụ của chúng ta gồm có nguồn sáng, nguồn này phát ánh sáng trắng, một cái lăng kính và một cái màn trắng. Đầu tiên chiếu nguồn ánh sáng trắng này lên trên màn thì các em thấy là ta thu được một vệt sáng màu trắng. Sau đó trên đường truyền của cái chùm ánh sáng trắng này chúng ta đặt một cái lăng kính thì trên màn ta không thu được một vệt sáng trắng nữa mà ta thu được cái một vệt màu biến đổi liên tục từ đỏ cho đến tím. Và cái hiện tượng này ta gọi là hiện tượng tản sắc ánh sáng. Và đây là tác dụng tản sắc của ánh sáng. Tác dụng tản sắc ánh sáng trắng của lăng kính. Đó là chùm ánh sáng trắng sau khi đi qua lăng kính thì nó sẽ bị tách thành nhiều chùm tia có màu khác nhau, biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Đó, đây là hình minh họa. Chùm ánh sáng trắng sau khi đi qua lăng kính tách thành nhiều chùm tia có màu khác nhau, biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Và cầu vồng là một cái hiện tượng quang học thiên nhiên mà hầu như ai trong chúng ta đều đã được chiếm ngưỡng. Và cầu vồng bản chất là sự tản sắc ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Vậy trong lăng kính, tia sáng sẽ truyền như thế nào? Chúng ta sáng phân hai nhỏ đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Xin mời các em. Trước khi chúng ta xem cái thí nghiệm về đường truyền của tia sáng qua lăng kính thì chúng ta có một số chú ý sau. Thứ nhất, chỉ xét sự truyền của một chùm sáng hẹp đơn sắc. Chùm sáng đơn sắc là chùm sáng có một màu nhất định chứ không phải là chùm ánh sáng trắng. Chúng ta chỉ xét những tia sáng khi đi qua lăng kính và nằm trong cùng một tiết diện thẳng. Đó chứ không phải là khảo sát nhiều tiết diện thẳng. Và ta sẽ khảo sát lăng kính đặt trong không khí. Ở đây các em thấy là lăng kính có chiết xuất của chất lỏng lăng kính N2 đặt trong không khí có chiết xuất là N1 thì chúng ta lấy gần độ là N1 là bằng 1. Do đó N2 thì ta đặt là bằng N, là chiết xuất của lăng kính như ta đã ký hiệu ở phần 1 la mã. Sau đây là thí nghiệm về đường đi của tia sáng trong lăng kính. Thí nghiệm của chúng ta gồm có một cái màn trắng, một lăng kính và một cái nguồn phát ánh sáng đơn sắc nguồn tia laser. Đầu tiên chúng ta đặt màn nằm ở dưới bàn. Đặt lăng kính
chúng ta chiếu ánh sáng từ tia laser theo phương ngang, tức là phương song song với cái mặt bìa. Thì trên màn các em thấy là ta không thu được vì sáng màu đỏ, mà ở dưới cái màn trắng trên bàn thì ta lại thu được vì sáng màu đỏ, nghĩa là chung tia sáng này nó sẽ bị lệch về phía đáy của lăng kính. Sau đó chúng ta đổi phương của chung tia sáng là chúng ta chiếu nó xiên góc từ dưới lên. Quan sát trên màn thì đây ta thấy là chung sáng tia laser màu đỏ đây. Sau đó chúng ta giữ nguyên cái phương này, chúng ta chiếu cái ánh sáng này cho nó đi qua lăng kính. Thì các em thấy ở trên cái màn ở dưới bàn, tức là phía đáy của lăng kính, ta thu được về sáng màu đỏ. Điều này chứng tỏ là cái chung tia sáng này khi ta chiếu từ phía dưới đáy lên thì nó sẽ cùng bị lệch về phía đáy của lăng kính. Và hình ảnh minh họa cho cái thí nghiệm lúc nãy là đây các em. Một chùm ánh sáng chiếu tới lăng kính sau khi khúc xạ ở mặt AB đến mặt AC và khúc xạ ra ngoài mặt này, ra ngoài không khí. Thì cái tia này ta gọi là tia lõ, thì cái tia lõ nó bị lệch về phía đáy của lăng kính. Ta có kết luận là khi có tia lõ ra khỏi lăng kính thì tia lõ bao giờ cũng lệch về phía đáy của lăng kính. Ở đây SI thì ta gọi là tia tới, được chưa các em? Còn GR ta gọi là tia lõ. Như vậy là cái góc mà hợp với tia tới SI và pháp tuyến thì đây chính là góc tới, ta chỉ hiểu là I1. Còn góc hợp với tia lõ GR hay tia khúc xạ GR và pháp tuyến, góc khúc xạ I2 thì ta còn gọi là góc lõ. Góc khúc xạ ở mặt AB thì chúng ta chỉ hiểu là R1. Còn góc tới ở mặt AC thì chúng ta chỉ hiểu là R2. Vậy trong lăng kính chúng ta còn có một cái khái niệm nữa, đó chính là góc lệch. Góc lệch chúng ta chỉ hiểu là chữ D lớn. Nó là góc hợp bởi tia tới và tia lõ. Ở đây tia tới là SI, tia lõ là I2R. Sao cho hai tia này cùng chiều. Đó, nghĩa là chúng ta tính góc hợp bởi hướng của tia tới và hướng của tia lõ. Vậy trong lăng kính I1, I2, R1, R2, góc chiếc con A, góc lệch D có mối liên hệ như thế nào, thì chúng ta sang phần ba la mã các công thức trong lăng kính. Phần này là cái phần mà các em tự đọc và tự tìm hiểu. Tuy nhiên ở đây thì cô cũng xin giới thiệu cho các em các công thức sau, thì được gọi là các công thức lăng kính. Tại mặt bên thứ nhất AB điểm tới I1, các em viết được biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng là sin I1 bằng n sin R1. Đó. Còn tại mặt bên AC tại điểm tới G, các em sẽ viết được biểu thức của định luật khúc xạ thì là sin I2 bằng n sin R2. A góc chiếc quang thì liên hệ với R1 R2 là bằng R1 cộng R2. Góc lệch của tia sáng trong lăng kính D thì bằng I1 cộng I2 trừ A. Và bốn cái công thức này ta gọi là các công thức trong lăng kính. Ở đây các em lưu ý là những cái góc ở ngoài thì chúng ta sẽ ký hiệu là chữ I. Còn các góc ở trong lăng kính chúng ta ký hiệu là chữ R. Và ta có một lưu ý, đó là nếu I1 và A nó nhỏ, và nhỏ thì nhỏ bao nhiêu, đó là nhỏ hơn 10 độ, thì các công thức này chúng ta sẽ viết lại như sau.
Thay vì viết sin y 1 bằng n sin r 1, ta sẽ viết lại là y 1 bằng n r 1. Tương tự như thế, y 2 bằng n r 2. A thì vẫn bằng r 1 cộng r 2. Còn gấp lệch d thì sẽ bằng n trừ 1 nhân a. Trong đó n là chiết xuất của lăng kính. Công thức này chúng ta chỉ cần nhớ và vận dụng để làm bài tập. Về lăng kính có ứng dụng thế nào, chúng ta sang phần 4 la mã, công dụng của lăng kính. Lăng kính thì có nhiều công dụng và trong phạm vi sách giáo khoa thì chúng ta tìm hiểu hai công dụng của nó. Công dụng thứ nhất đó là máy quang phổ. Máy quang phổ nó là một cái thiết bị dùng để phân tích chung sáng thành các thành phần đơn sắc, và bộ phận không thể thiếu trong máy quang phổ chính là lăng kính. Đây là sơ đồ cấu tạo của một cái máy quang phổ, thì các em thấy là bộ phận chủ yếu phải là một lăng kính, có thể là hai lăng kính cũng được. Ngoài ra còn có cả cái thiết bị khác, ví dụ như là những cái L1, L2 này thì là gọi là thấu kính. Chúng ta sẽ học ở bài 6. Đó, một cái màng trắng. Ở đây là nguồn sáng ri các em này. Nguồn sáng ri sau khi nó được phân tích qua máy quang phổ thì trên màng ảnh của máy quang phổ ta sẽ thu được một cái dải màu như thế này chẳng hạn. Thì cái dải màu này ta gọi là quang phổ của ánh sáng của cái nguồn sáng ri. Và dựa vào cái quang phổ này thì chúng ta có thể biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng ri là gì. Và một cái ứng dụng thứ hai của lăng kính đó chính là một cái lăng kính đặc biệt, lăng kính phản xạ toàn phân. Lăng kính phản xạ toàn phân nó là một cái lăng kính mà có tiếp diện thẳng là một cái tam giác vuông và cân. Về cả em thấy là ở đây tia sáng nó chiếu vuông góc tới cạnh bên, nó phản xạ toàn phân ở cạnh đáy và nó sẽ đi ló ra ở cạnh bên thứ hai. Còn cái lăng kính thứ hai này là tia tới đi tới vuông góc với cạnh huyền của tam giác. Nó phản xạ toàn phân ở cái cạnh bên này lần thứ nhất, sau đó nó đến cạnh bên thứ hai, nó phản xạ toàn phân thêm một lần ở cạnh bên thứ hai và nó ló ra lại cạnh huyền. Thì tia ló nằm song song với tia tới và ngược chiều với tia tới. Thì ảnh tạo bởi lăng kính như thế này nó sẽ quay ngược 180 độ nhưng không bị lật trái phải. Đó, do nó được phản xạ hai lần. Và lăng kính phản xạ toàn phân thì được dùng để tạo ảnh thuần chiếu trong ống nhòm máy ảnh. Và cái nội dung hai này cũng là nội dung cuối cùng của phần lý thuyết. Ở đây cô có một cái ví dụ minh họa về lăng kính phản xạ toàn phân như sau các em. Giả sử chúng ta xét là cái lăng kính phản xạ toàn phân này đặt trong không khí. Dĩ nhiên ABC là một tiết diện thẳng của lăng kính. Và ta giả sử là N bằng 1,5. Như vậy như cái hình này thì các em thấy là tia sáng chiếu vuông góc với cạnh huyền BC nó sẽ tới cạnh bên AB. Và vì đây là lăng kính phản xạ toàn phân, tiết diện thẳng là tam giác vuông cứng, cho nên ta có thể dễ dàng tính được cái góc Y1 này là bằng 45 độ. Ở đây ánh sáng đi từ môi trường có chiết xuất N sáng không khí các em này. Do đó nó có khả năng xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phân. Vì N là lớn hơn 1, nó sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phân nếu góc tới giới hạn nhỏ hơn 45 độ. Và chúng ta xét thì góc giới hạn phản xạ toàn phân là bằng 42 độ. Đó, sin y giới hạn bằng 1 chia cho N, tức là bằng 1 chia 1,5 bằng 2/3, y giới hạn bằng 42 độ. Như vậy tới đây
thì sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần ở mặt AB. Tiếp tới tới mặt AC thì với góc tới là đây các em này, góc này cũng bằng 45 độ. Như vậy nó tới đấy thì có nghĩa là tại cái mặt AC là nó như đi từ môi trường có chiết xuất lớn hơn lại ra không khí là môi trường có chiết xuất nhỏ hơn, thì cũng có khả năng xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Mà cái góc Y này bằng 45 độ, mà Y giới hạn phản xạ toàn phần thì bằng 42 độ. Vậy tại đấy tia sáng nó sẽ không bị khúc xạ ra ngoài mà nó bị phản xạ toàn phần đi xuống cạnh huyền BC và đi thẳng ra ngoài. Và để hiểu hơn về nội dung bài học thì chúng ta có các bài tập vận dụng sau. Bài thứ nhất, một lăng kính thủy tinh có chiết xuất bằng căn 2. Tiếp diện thẳng của lăng kính là một tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong tiếp diện thẳng tới AB với góc tới Y1 bằng 45 độ. Xác định đường truyền của tia sáng. Như vậy, các em thấy là ở đây chúng ta có ngay là góc tới Y1 là bằng 45 độ, N là bằng căn 2. Và người ta cho tiếp diện thẳng của lăng kính là tam giác đều, cho nên ta có ngay góc A, chiếc quang A bằng 60 độ. Dựa vào định luật khúc xạ ánh sáng hay là các công thức lăng kính, sin Y1 bằng N sin R1, các em sẽ tính được ngay R1 bằng 30 độ. Góc R1 là góc này đấy các em. Mà R2 thì lại bằng A trừ đi R1. Vì ta có A bằng R1 cộng R2 mà, cho nên ta tính ra được A bằng 30 độ. Và lại dùng công thức lăng kính sin Y2 bằng N sin R2, các em sẽ tính ra được Y2 bằng 45 độ. Do đó ta kết luận cho bài toán này là tia ló sẽ ló ra ở mặt AC với góc ló là bằng 45 độ. Đấy là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là các em thấy là Y1 thì bằng Y2 và góc R1 sẽ bằng R2. Và nếu điều này xảy ra thì tia ló và tia tới sẽ đối xứng nhau qua phân giác của góc A. Và trong trường hợp này thì góc lệch D nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất. Bài tập vận dụng thứ hai đó là chiếu tia sáng vuông góc đến mặt bên AB của lăng kính có góc chiết quang bằng 45 độ. Tia ló truyền sát mặt AC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị bằng A 0 độ, B 22,5 độ, C 45 độ và D bằng 90 độ. Vậy dựa vào dự kiện này thì các em thấy là chiếu sáng nó chiếu tới vuông góc với mặt AB, cho nên ta có góc Y1 là bằng 0. Và ta lại có dự kiện nữa là tia ló thì truyền sát mặt AC. Mà tia ló truyền sát mặt AC có nghĩa là cái góc ló sẽ bằng 90 độ, là góc Y2 bằng 90 độ. Và dựa vào công thức tính góc lệch D bằng Y1 cộng Y2 trừ A, các em tính ra ngay được góc lệch tạo bởi lăng kính đó là 45 độ. Bài vận dụng 2 là kết thúc nội dung của bài học ngày hôm nay. Nhiệm vụ ở nhà của các em là chúng ta ôn kiến thức đã học, làm các bài tập trong sách giáo khoa. Chúng ta đọc và nghiên cứu hai bài, đó là thấu kính mỏng và bài thực hành. Việc học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em ôn tập tốt. Xin chào các em.